Anh Di ơi, một lần thì có thể là nhầm lẫn, nhưng mà nhiều lần nó thành cái thói quen rồi. Thôi em đùa anh Di ơi, tí anh em mình chia đôi nhá. Còn chờ đợi gì nữa, muốn mua PC hay, nhanh tay liên hệ HTPC thôi nào. Chúng tôi luôn cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất, linh kiện chính hãng mà chi phí lại vô cùng tối ưu và cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Liên hệ hotline 0989 224 244 hoặc truy cập website htpc.com.vn để chốt đơn ngay thôi nào anh em ơi. Mua PC khó, đã có HTPC lo. Nó mắc Khánh Minh nhá. Tele gì bót ra bao nhiêu a? Chẳng buồn tương tư làm chi nên lại chỉ dích cái gì nữa. Thế không bảo em. Mete mà. Mete cái gì? Thế anh phải bảo em để em đánh con khác. Không, Torres dích ngon. Torres dích ngon. Thế cứ loạn cào cào đấy nữa Quỳnh nhỉ. Đánh nó không vào việc được cái cặp đôi này. Đùa ấy, đi với CV chỉ có con dích thì mới gọi là lại thôi. Cái gì mà so với tay nít mơ đấy thôi. Khánh Minh đã rescan 100.000 đồng F. Open box. Không Quỳnh ơi. Con đùa, anh chịu rồi, bây giờ anh phải công đạo một tí nào. Con cho không tròn. Ăn mạng đi không tròn anh em. Ra đây anh em mình lấy máu lời đấy này, anh chiếm cái bụi lời này. Thôi! Đùa! Anh Di ơi! Một lần thì có thể là nhầm lẫn, nhưng mà nhiều lần nó thành cái thói quen rồi. Thôi em đùa anh Di ơi, tí anh em mình chia đôi nhá. Ra kho không? Ra kho nó tưởng em cho nó đi rồi, nó đi cảnh rồi. Đây, lên đây! Thôi, thằng Sako ra đấy. Nó không ra, nó đi cảnh rồi. Đây! Lên đây. Thế rồi. Dễ chưa? Trời. Ngon chưa? Ngon lành cảnh giáo chưa? Anh xin. Ninja. Cứ đánh nhé. Trời ơi, ném cái quy kìa. Hello. Trời ơi. Hạt nhược chưa? Sipa. Chậm thế nào? Ôi thật. Đây. Cứ ném thường thôi. Này, quất ra này. Đưa anh với, phải hết này. Đánh đi, còn gì đâu. Làm bờ lêu luôn. Làm cái bờ lêu luôn Quỳnh ơi, ngon lành. Ngon luôn. Tôi hỏi thật nhá, ông như thế, ông ăn mạng lắm. Anh chơi. Anh thấy nó ấy phát là anh vứt cho em cái đúp luôn. Anh không có đúp. Mình não ra, phải đi. Cảo gì không? Mà. Thế rồi. Flat thiêu rồi đấy, hết tất rồi đấy. Anh chết nó luôn. Hết tất rồi. Anh giải ơi. Khó, quả đấy khó giết, hết chiêu rồi. Chắc thì tốt rồi thật. Trúng cái quy đấy thì cũng chịu rồi. Trúng cái quy một thường là xong rồi. Kẹo này. 500 tiền. Lời. Nó rồi, lên. Trời ơi, đồ cái gì? Đây. Nó ấy là chân cái quy nhá, giữ cái quy lại. Nhưng chung mảnh đất thì nhiêu. Giữ cái quy lại. Gamer gặp thì đóng hòm. Đẹp trai. Chậm cái gì nó bật như thế thì chịu rồi. Bốn kiếm mình. Em quy là anh phải quy luôn. Lỡ anh quy ra nó không bật thì chịu rồi. Anh mấy giây em full combo. Đủ luôn mà, lúc nào thì đủ. Cái đấy. Quy cái. Chết luôn. Cái.
Đây rồi. Đây rồi. Giết nó cho em. Nope. Thôi. Sao lại thôi? Anh lấy đâu ra đam như thế? Quy đâu? Một quy nữa kìa. Một quy đây. Quy. Trời ơi. Tương. Tránh tay gạt rồi. Anh cứ chậm như thế này nó cứ cắm đầu cắm cổ lên ấy, nó không hít, nó không lùi lủng gì cả. Đùa, cứ anh lấy đâu ra đây, cứ chạy vào lém tường thôi. Đức đào huy scan 5 nó có hiu. Có chê con bài dích nữa, K.E.Q. Ỉa trước cho một đống cướp ăn rồi, vẫn tua. Thì nhục lắm đấy. Không lát, không hiu lên. Đây, anh vẫn lên đây. Ôi giời. Được chưa? Đây. Ra quy đi. Quy. Trời ơi. Rồi ơi, có quy con. Ê, Sa khổ sao? Khá khổ hết rồi, về rồi đi. Thật không? Đây. Này. Nó quy lên, cho nó quy lên em lồng nhá. Rồi, nó quy ra rồi. Rồi, đây, chú anh ấy. Ảo thế. Hết quy, giết nó. Rồi, đẹp. Em vừa nghĩ là combo mới, em sẽ chạy lại gần nó quy xong em e luôn, nó sẽ không kịp vậy. Tham. Chó tham chó. Rồi, lấy cái e của nó đi. Không đâu. Rồi đâu. Này. Anh đặt cái đúp à, in xét này, ok chưa? Rồi, ok. Ê, đúng rồi. Ôi. Ơi, in cả xem một bãi cứt. Rồi, tôi này sẽ chạy vòng nó. Cảm ơn Đức nhá. Hiểu không? Nguyễn trái à đâu ơi. Hiểu không này? Rồi. Anh phải đứng ở đây chứ không ai dám lên. Đứng đây xong chạy ở đây nhá. Hiểu không? Rồi. Ở đây để em làm này. Em sẽ móc trước. Này. Lồng. Ui giời. Có gì không? Ok, hay. Sao đây? Ngu à? Hết đúp này. Từ từ nhá, chưa biết chúng ở đâu hết nhá. Anh quy củ nhé. Rồi, vẫn đang quy ra. Chuẩn giúp em với. Không chứng một cái nào. Khó, cái thế nó khó, phải lan. Kìa. Cản nó ra. Anh ê, thằng Sako là cắm mách ấy, Sako cắm mách chết anh luôn đấy. Quy của nó lâu lắm. Lâu nhưng mà nó một lúc nữa. Đấy không. Nói thì không nghe. Không sao, tiếng đẹp. Ê, top kìa em ơi. Top lên, cứu được, cứ chạy. Lá đi. Bật đồ lên. Đúp một thằng. Dạ. Ê, thằng Zurich kìa. Thằng Zurich kìa. Đấy, qua bên anh rồi đấy. Lòng. Vào đây. Rồi, để anh đi. Được không? Ăn rồi, sắp chết được. Ok. Thằng này đằng sau. Thằng này. Đằng sau đấy. Đằng sau, thằng nào cũng đằng sau. Sau em hay sau anh như nào? Đấy, cái thằng đấy, cái thằng đằng đấy, cái thằng đấy. Đấy, cái thằng đấy. Đang muốn tướng tư làm chi? Anh đi ơi. Qua quick ơi, đánh theo tôi. Sao khô ấy. Kìa, thấy không, nó quy qua anh này, cứ đứng yên. Anh ném vào đầu nó luôn đó. Còn anh phải đứng yên cho nó quy qua đi. Cái hồi lửa cây, rờ cái chân luôn anh chi. Tin chuẩn. Chết rồi. Nhục. Kìa, thấy không? Kìa. Anh kia cứu em được không? Này, anh có cái đúp à. Kêu về này chói, còn này móc của em ơi.
Quỳnh. Đây, kìa. Nhờn với anh em tao quá. Ra đây, thằng sinh viên, có thằng sinh viên này. Ăn cái này đi mà ném. Gì đây? Ôi, thế mà không xuống nào, điêu thật. Bắn thằng này cho em. Rồi, đang bom tìm kỹ đây. Nào cái này. Anh bom đi. Chập. Được chưa? Ai? Quỳnh ơi. Đây. Đức đảo nguy rồi, 5.000 đồng. Nó vẫn hoàn soát được ai. Thì A có khiển nó ở vị trí jungle được KA. Được em ơi. Thoải mái. Uầy, con Taco nó vẫn one shot anh được mà. Anh không lên cái nước mắt à? Cái giáp ấy, không, anh không, lên không. Cái đấy là ngon rồi, chống sốc. Cái đấy đi mid rồi, đi AD đần á. Này. Giết luôn. Ăn thẳng tâm nhá. Ôi trúng kìa. Ôi nửa cây. Cứ trúng mà nửa cây. Này anh đi. Đây, nó đây. Đã rescan 5.000 đồng. Em xin cho bạn của nắng cực 1993. Ôi giời ơi. Ôi là em kéo vào bom của anh ngon luôn. Cả đời không biết mình ngu thì không thể khá được. Em cứ lấy ra lần này. Nó dám nhảy vào cái đầu anh không? Nhưng mà nào có à? Chết luôn. Lòng lên. Tao chạy đi đâu? Anh chịu rồi, anh đứng lại nó cũng chém chết à. Anh cứ chạy đi đâu ấy, thật có đến lòng lên mình đánh trên này là đẹp. Nó chém anh chết. Nó vô cực của cái này. Anh kia ơi. Off được không? Kia. Anh vết ở đây rồi. Chết rồi. Hoài. Chết rồi, em lại đói rồi anh kia. Cứ ăn cơm không lại đói. Còn giết cả này ném bắt nửa cây trụ. Ôi giời. Anh kia đây, lòng. Lòng. Em cứ lồng liếc cái gì, lồng. Này, Taco này, có thấy không? Đánh giết cứ bắt bấm lồng. Em mới tải. Lòng. Ơi. Cứ để anh quẳng đi, em cứ không cần phải lồng cho anh đâu. Anh em mình pha nó luôn thì sao? Con dích này lao. Con dích này câu câu quy gần đần lắm. Trông nó ẻo lả lắm, câu xa dễ chơi hơn. Uầy, vẫn ngủ. Phá trụ sướng thế. Cái nội tại anh chả cần một bước luôn. Xin lọt lên. Úi dồi, có thể bắn tao đến mai nhá. Nhảy lên. Bắn nó anh chứ. Thiếu anh. Đâu anh đây nào? Ta kho kìa. Bên này. Chuyển bên này cho em, anh mình chuyển được hết anh chứ. Rồi đây. Tin em. Ta kho rồi. Rồi, thấy. Đây này. Cứ thoải mái, cứ tìm tin đi. Này, nó đã xong lưng rồi, sau lưng rồi. Đâu? Cứ đâu? Cứ thoải mái đi. Đây. Chết luôn rồi. Thật chưa? Dễ chưa? Dễ luôn. Loạn lên. Cứ tỉnh tin nó cho em. Thoải mái. Úi trời. Anh gì? Chết. Có thằng chết. Lòng đâu? Bỏ cái này ra. cái gì này anh gì? Nhảy nhủng cái gì này? Nhảy đúng cái gì này? Lòng. Cứ đánh đi không cần lồng cho anh. Lồng chết thằng ấy. Lồng mà nó chết tao. Nó làm gì? Lòng. Lê đùi. Trả nó cho em. Ôi Sako. Em đi. Được rồi anh lém hết. Nó quy vào, e gần người.
Thoải mái mà. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video lần này. Nhớ like, đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ cho